Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần thể di tích Hàn Sơn, xã Hàn Sơn, huyện Hà Trung, đền Cô Bơ thu hút hàng nghìn du khách thập phương mỗi năm. Đây cũng là một trong những địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, nổi tiếng thu hút du khách đến dâng hương vãn cảnh, thưởng thức các giá đồng. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Cô Bơ Thoải được thờ vọng ở nhiều nơi, nhưng địa danh đền Cô Bơ hay còn gọi là Ba Bông ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung được xem là nơi thờ Phát Tích Thánh Cô. Tương truyền, Cô Bơ Thoải rất linh thiêng, nếu ai gặp khổ nạn chỉ cần nhất tâm khấn vái, cầu xin thì sẽ được độ trì cứu giúp. Chính vì thế mà du khách muôn nơi đều tìm về cửa cô dâng lễ, dâng hương, mong cầu cô ban cho sức khỏe, mọi điều hanh thông thuận lợi. Lần đầu tiên tôi đến đền Cô Bơ và điều đầu tiên tôi cảm nhận rằng là đền Cô Bơ tọa lạc trên một cái vị trí rất là đẹp, lưng thì tựa núi mà hướng thì nhìn ra sông Mã, rất là linh thiêng. Và đến đây thì tôi thấy là không gian rất là yên tĩnh, rất là mọi người rất là không xô bồ, không náo nhiệt, nhưng mà ở một cái chỗ linh thiêng này thì đầu năm mới thì chúng tôi đến đây cảm giác rất là bình an. Đền Cô Bơ nằm bên bờ tả cạnh ngã ba sông thuộc đất Hà Trung, nơi con sông Mã tách dòng, phân nhánh thành sông Lèn, giáp ranh giữa nhiều miền quê mà dân gian vẫn lưu truyền câu nói quen thuộc, một tiếng gà gáy năm huyện cùng nghe. Từ trên nhìn ra bến sông, cảnh vật khiến du khách nao lòng. Nhiều năm qua, cảnh quan di tích được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư tu bổ. Ven sông trước mặt di tích là thảm hoa rộng lớn với nhiều loài hoa khác nhau. Cùng với đó là nhiều bối cảnh để check-in tạo nên ấn tượng bất ngờ cho du khách. Mình ấn tượng nhất ở Cô Bơ là mình thấy là khi vào trong đền Cô Bơ ấy, thì mình thấy là không có sự xô bồ. Cảm giác là mình cảm thấy là thư thái, thư giãn được, và đặc biệt là mình thích cái vườn hoa này. Vườn hoa này thật sự là cái nơi chụp ảnh rất là lý tưởng. Năm nay mình đi đền Cô Bơ thì mình bị bất ngờ bởi một cái vườn hoa rất là đẹp ở đền Cô Bơ. Ngay bên cạnh dòng sông Mã, rất là nên thơ luôn. Khi mà đến cái view cảnh này thì mình choáng ngợp bởi vì là rất là nhiều loại hoa này, đủ màu sắc mà rất là đẹp. Nó phù hợp với cảnh sắc xuân, rồi phù hợp với cái việc là chúng ta selfie chụp ảnh, rất là đẹp luôn ạ. Ngày đầu năm trong hành trình du lịch tâm linh tại Thanh Hóa, tháng tích Ba Bông cũng là một lựa chọn thú vị không nên bỏ qua. Du khách sẽ có những phút giây tạm quên đi cuộc sống thường nhật để hướng tâm đến sự bình thản, an yên. Hiện nay, du khách có thể dễ dàng đến dâng hương chiêm bái vãn cảnh đền Cô Bơ bằng đường bộ hoặc đường thủy qua du thuyền Hoàng Long.